Những cuộc phiêu lưu của Hacker Berry Chương 25. Chỉ trong 2 phút đồng hồ, cả thị trấn đều đã biết tin này. Và bạn có thể tưởng tượng được không? Dần chúng bao nhiêu người từ bốn phía chạy đến. Có người khoác thêm cả áo ngoài. Lát sau chúng tôi bị một đám đông người vây quanh. Tiếng ồn ào rầm rập như một bài kèn nhà binh vậy. Cửa lớn, cửa nhỏ, đâu cũng đẩy những người. Chốc chốc lại có tiếng người hỏi, có phải họ đấy không? Và tiếng trong đám người trả lời ngay, phải chứ không gì nữa. Chúng tôi bước đến căn nhà mà người ta đã ngăn phía đằng trước chồng giả phố. Có ba người con gái đang đứng trước cửa. Mary Jane tóc đỏ. Nhưng cái đó không ảnh hưởng gì đến sắc đẹp lộng lẫy của cô ta. Với khuôn mặt và đôi mắt sáng long lanh, cô ta rất mừng được thấy chú bác đã về. Lão vua mở rộng hai tay ra và Mary Jane nhảy đến. Cô sứt môi chạy đến chỗ anh quận công. Đó, Thế là đâu vào đấy, mọi người, nhất là đám đàn bà, dèo lên sung sướng vì thấy họ gặp nhau đầm ấm như vậy. Rồi lão vua nháy riêng với anh quận công, chính mắt tôi đã thấy rõ ràng. Lão nhìn quanh nhà, nhìn cái quan tài đặt ở góc nhà, kê trên hai chiếc ghế. Rồi lão cùng với anh quận công, một bên tay vị vào vai nhau, còn bên tay kia che mặt, bước chậm chậm, nghiêm trang đến chỗ đặt quan tài. Mọi người đang đứng đó lùi lại để lấy chỗ hai người đi vào. Bao nhiêu tiếng nói chuyện gì rào im bặt. Có tiếng người nói, xịt, rồi tất cả bỏ mũ ra, cúi đầu xuống. Yên lặng đến nỗi chưa kìm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Đến đó, hai người nghiêng đầu xuống chiếc quan tài, thoáng nhìn một cái. Rồi cả hai bật lên, quả khắc thật to, mà đến tận Auckland cũng có thể nghe thấy. Rồi họ vòng tay ôm lấy cổ nhau, gục đầu vào vai nhau, đến 3 phút hay là 4 phút mà chưa rời nhau ra. Đáng chú ý là mọi người khác cũng đều làm như vậy, khiến cho chỗ này đâm ra thảm thế, chưa từng thấy. Rồi mỗi người đứng ra một đầu quan tài quỳ xuống, tựa chán vào chiếc quan tài để mọi người chung quanh cầu nguyện cho họ. ấy thế đấy, Tới lúc đó thì nó đã tác động đến đám người xung quanh ghê gớm lắm rồi Làm cho mọi người cũng phát khóc, khóc giống lên Cả những cô con gái tội nghiệp kia nữa Rồi các bà, các cô, chẳng ai nói một lời Trịnh trọng bước đến, hôn lên chán họ, để tay lên đầu, mặt ngừng lên trời Được mặt lã cha chảy xuống, rồi lại bật lên khóc nực nở Người trước rồi người sau cũng làm như thế Tôi thật chưa bao giờ trông thấy cái cảnh bi ổi như vậy Thế rồi lát sau Lão vừa đứng dậy Bước ra vài bước nghẹn ngạo lên tiếng Chan chề những giọt nước mắt giả tạo Lão nói rằng Thật là một điều vô cùng đau đớn cho lão và em lão đã mất đi người thân yêu sau khi đã đi đường xa bốn nghìn dặm về đây mà không còn được trông thấy người xấu số, số. Rồi lão lại nói lên, những sự đau đớn của chúng tôi cũng dịu bớt và được an ủi phần nào do cảm tình của bà con và những giọt nước mắt thiêng liêng kia. Và tự đáy lòng, xin cảm tạ mọi người, thay mặt cả người em mà cảm tạ mọi người, tự đáy lòng. Bởi vì không thể nào dùng miệng thay lòng được, lời lẽ nào cho thấu, vì lời nói vẫn chỉ là yếu ớt một lô những câu dớ dẩn vô nghĩa lý nghe ra không đầu không đuôi gì cả rồi lão ta lại nức nở tuôn ra một tràng những lời tụng niệm amen và quay ra khóc lẳng cả người nữa lúc lão ta nói lên những lời đó thì có người trong đám kia niệm lên một câu những người khác cũng hết sức niệm theo làm cho không khí ở đây rộn lên và có cảm giác như từ trong nhà thờ vọng ra vậy âm nhạc thật là có tác dụng và sau tất cả những cái trò chết phết bơ và linh hồn với tắm rửa cho lợn như thế tôi thấy không khí mát dịu hẳn đi nghe nói cũng rất là lương thiện và có giá trị lắm rồi lão vua lại cho cái mồm của lão tiếp tục làm việc lão nói rằng Lão và những cô cháu gái kia sẽ rất lấy làm mừng nếu như trong số các bạn thân của gia đình nán lại đây cùng ăn bữa cơm tối và giúp đỡ vào việc cất đám cho người xấu số. Lão nói rằng chỉ có ông anh nằm đây kia mới có thể nói tên những người nào vì đó là những tên thân thiết vẫn từng nhắc đến trong thư, cho nên bây giờ lão cũng xin nói lại những cái tên thân thiết ấy như Linh mục Hobson, Charlotte Heavey, ông Ben Rocker, ông Anna cyclophor, ông Levi bell, bác sĩ Robinson và các bà vợ, các bà với bà hóa Bessley. Linh mục Hobson và bác sĩ Robinson thì đang lên đầu tỉnh sàn bắn. Nghĩa là tôi muốn nói rằng bác sĩ thì đang đưa một người ốm về thế giới khác, còn linh mục thì đang uống rượu. Trạng sư Bèo thì đã đi Louis Villa có việc. Còn những người khác đều có mặt ở đó cả. Họ bước tới bắt tay lão vua, cảm ơn lão, nói chuyện với lão. Rồi bắt tay anh quận công mà không nói gì, chỉ mỉm cười gật gật cái đầu. Chẳng khác gì những anh chàng điên, khi làm đú các dấu hiệu bằng hai tay và miệng thì gừ, 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 gừ. suốt ngày như đứa trẻ chưa biết nói rồi sau đó lão vua lại tiếp tục mở máy nói lão tà ba hoa hỏi thăm về mọi người mọi con chó trong tỉnh gọi đích tên rồi nhắc đến bao nhiêu những chuyện lặt vặt đã xảy ra lúc này lúc khác ở trong vùng hoặc nói đến gia đình george hay peter lão luôn nhắc đến việc peter viết thư cho lão nói những chuyện ấy nhưng đó chỉ là lão nói dối thì ra lão nhắc lại tất cả những chuyện vớ vẩn mà các anh chàng ít tuổi ngốc nghếch cùng đi xuồng lúc sáng đã kể lại ấy. Rồi cô Mary Jane đi lấy lá thư bố cô để lại. Lão vua cầm lá thư đó đọc to lên và lại khóc. Trong thư nói để lại căn nhà với 3.000 đồng đô la toàn vàng cho các cô con gái để lại cái xưởng thuộc gia đáng giá 7.000 đồng và 3.000 đô la vàng cho Harvey và William Bức thư nói rằng tất cả 6.000 đô la tiền mặt đó giấu ở dưới hầm nhà. Thế là hai thằng cha bịp bợm này nói rằng sẽ đi để tìm lấy món tiền đó lên cho rõ ràng dứt khoạt. Họ bảo tôi cùng đi đem theo một cây nến. Chúng tôi bước xuống và đóng cửa hầm lại. Khi hai thằng cha trông thấy có bọc tiền mới đem đổ cả ra mặt đất, trông thật đẹp vô cùng. Toán là một màu vàng chói loáng. Chà, chà, sao mà đôi mắt của Lão vua sáng hẳn lên. Lão đập tay vào vai anh quận công nói. Xem đó, có giá trị không? Hay là không có ý nghĩ gì nào? À, ồ, oh, xem đấy, Minji, tên gọi tắt anh quận công lúc này đóng giả William. Lại không ăn đứt cái kịch của anh đi chứ, phải không? Anh quận công gật đầu xin chịu hai người mân mê sờ mó đồng tiền vàng siết đi siết lại trong lòng bàn tay rồi lại thả trò rơi xuống mặt đất rồi lão vua nói cái này thì miễn phải bàn làm anh em với một người chết giàu có và đại diện cho những người thừa tự kia còn lại kia thì đúng là hợp với anh với tôi rồi hả binger như thế này thì phải tin vào ơn trời đó là cách tốt nhất trên con đường ba chìm bảy nổi tôi đã xử xoay sở chán rồi chả có cách nào hơn cả cả hai người anh nào cũng rất sung sướng với đồng tiền và tin là đủ cả nhưng không phải đếm lại họ đếm lại và thấy hụt đi 410 đô la lão vua nói quá nhỉ không biết hắn ta đã làm gì với 410 đô la kia cả hai lo lắng lại tìm quanh quẩn trong hầm một lát rồi anh quận công nói hắn ta là người đau ốm có lẽ vì thế mà nhầm trăng tôi đoán như vậy tốt hơn là thôi cứ lặng im đi để kệ nó chúng mình có thể cùng chia nhau chịu thiệt cái chỗ ấy ồ im đi phải chúng ta có thể chia nhau chịu thiệt chỗ ấy tôi thì không cần lắm nhưng mà tôi nghĩ là cả cái đám tiền này ấy chứ chúng mình phải rõ ràng lên trên kia phải mở bọc ra anh hiểu không Chúng ta muốn đem cả cái bọc tiền này lên trên nhà rồi mới đếm nó trước mặt tất cả mọi người. Để không cho ai phải nghi ngờ gì cả. Nhưng mà người chết lại nói rằng là có cả thầy 6.000 đô la. Anh hiểu không? Cho nên là chúng ta không muốn. Anh quận công nói, khoan đã, để tôi bù vào chỗ thiếu đó cho. Rồi anh ta dốc hết cả tiền trong túi ra. Lão vua nói, thật là ý kiến hay vô cùng ấy, anh quận công ạ. À, anh có một cái đầu óc thật là sáng suốt. Thật là đáng tiếc à, cái món kịch không còn giúp chúng ta được nữa. Rồi lão cởi bỏ cái áo vàng của lão ra, dốc nốt cặp túi. Họ mừng quá vì số tiền dốc ra bù vào vừa tròn chẵn 6.000 đô la. Anh quận công nói, này, tôi nghĩ ra cái này nữa. Chúng ta nên lên trên nhà đếm món tiền này rồi đưa cả cho các cô con gái. Trời ơi hay quá anh quận công Để tôi ôm anh một cái đã nào Thật là một ý kiến hay chưa từng thế ấy. Ồ đó mới thật là bực thầy chứ Không còn chơi vào đầu được nữa Bây giờ tha hồ cho họ muốn ở vực thế nào thì tùy họ Nhưng mà cái này sẽ đánh tan hết đi được Chúng tôi bước lên trên nhà Và đã thấy mọi người ngồi quay chung quanh chiếc bàn Lão vua bỏ bọc tiền ra đếm Và để riêng từng đống 300 đô la một tất cả thành 20 đống nhỏ, trông rất đẹp mắt. Mọi người trông thấy mà thèm, vừa liếm mãi cặp môi. Đếm xong, lại nhặt bỏ vào bọc, rồi lão vua đứng dậy và làm một hồi diễn thuyết nữa. Lão nói, thưa các bạn, ông anh tội nghiệp của tôi nằm đây, thật là có lượng lớn đối với những người còn sống đang phải chịu đau đớn. Ông đã nghĩ đến những con chiến non dại mà ông yêu mến che chở những đứa con giờ đây không cha không mẹ vâng chúng tôi cũng hiểu ông anh của chúng tôi và biết rằng đáng lẽ ông còn lo lắng được cho chúng nhiều hơn nữa nếu ông không phải bận tâm đến william và tôi e rằng thiếu sót đến tình anh em chăng nhưng trong lòng tôi thật quả không nghĩ điều gì đó trong những giờ phút như thế này còn ra gì những đứa em chỉ biết nghĩ đến mình. Còn gì xứng đáng? Còn xứng đáng gì những ông chú này lại đi cướp? Phải, đi cướp của những đứa cháu vé dại mà ông anh tôi vô cùng yêu quý kia. Nếu như tôi biết rằng William, vâng, tôi nghĩ rằng tôi biết chú nó lắm. Tôi sẽ hỏi chú nó. Lão ta quay lại giơ tay, làm một lô những dấu hiệu gì đó với anh quận công. Anh kia nhìn lão ta, làm ra vẻ ngớ ngẩn sợ sệt một lúc rồi bỗng như hiểu lão nói gì bèn chạy đến bên lão vua gư gư mấy tiếng lộ vẻ vui mừng và ôm chặt lấy lão đến 15 phút mới buông ra rồi lão vua lại nói tôi biết lắm tôi nghĩ rằng cái đó đã làm cho các bạn hiểu chú nó nghĩ như thế nào đây mary jane susan joanna các cháu hãy cầm lấy tiền cầm hết cả lấy hết cả đó là món quà của cha các cháu để lại. Tuy lạnh lùng, nhưng nó sẽ đem lại nguồn vui. Mary Jane bước đến lão vua, xù sàn và cô sứt môi thì đến chỗ anh quận công, ôm chặt lấy mả hồn. Tôi chưa từng thấy hồn ghế như thế bao giờ. Rồi mọi người xuống quanh, nước mặt chảy rong rong. Ai cũng bắt tay, chặt hai anh chàng bị bợ kia. Mọi người nói, các ông thật là những con người tốt quá. Trời ơi, đáng quý quá. Trời, sao lại có thể như thế được? Lát sau, ai nấy lại nói chuyện về kẻ xấu số, nào là ông ấy tốt bụng như thế nào, ông ấy chết đi thiệt thòi biết bao nhiêu, với lại một lô những câu chuyện như vậy. Rồi một chốc có một ông có cái cảm bệnh từ ngoài đi vào. Người đó chỉ đứng nghe và nhìn không nói năng một lời. Và cũng không ai nói với người đó câu nào. Vì lúc này lão vua đang nói chuyện thì họ đang còn mãi nghe. Lão vua đang nói đến giữa chừng, lão nói điều này. Đó là những người bạn thân của những người xấu xố. Vì thế nên tôi xin mời ở lại cả đây. Nhưng đến mai thì chúng tôi mong rằng tất cả mọi người khác cũng đều tới. Vì ông anh tôi kính trọng tất cả, yêu mến tất cả. Vì vậy cái đám tang của ông anh tôi thì cũng nên làm cho to một chút. Có cả công chúng được biết. Rồi cứ thế, lão ta lầm bầm và nói mãi. Như là chỉ nói cho mỗi một mình lão nghe. Chộc chộp lại quay trở lại chuyện, cất đám. Đến nỗi anh quận công đứng gần đó nghe không thể chịu được. Mời viết một mẫu giấy con con chữ gọi là tăng lễ xào ổng rốt thế rồi gấp nhỏ mẩu giấy lại bước tới gu gu lên mấy tiếng và vứt mẩu giấy qua đầu mọi người đến cho lão vua lão vua cầm mẩu giấy lên đọc rồi đút túi và lại nói khổ quỷ lì ảm trông thì tội nghiệp thế kia nhưng trong lòng thì thật bao giờ cũng rất tốt chú nó nhắc tôi nói với mọi người đều đến dự tang lễ và bảo rằng tôi nhớ chào mọi người. Nhưng mà chú nói yên tâm, chính tôi cũng đã nghĩ như thế. Rồi lão ta lại tiếp tục bịa các thứ chuyện khác, rất bình tĩnh, thỉnh thoảng vẫn quay lại cái chuyện cất đám kia. Đúng như lão đã nói khi nãy, nhắc đến lần thứ ba, à, lão mới nói, tôi nói đám không phải là cái tiếng thông thường mà chính vì nó không phải là tiếng thông thường còn tang lễ thì lại là tiếng thông thường nhưng mà đám nó mới thông dụng nó mới là tiếng đúng ở bên nước anh ấy ở bây giờ người ta không dùng chữ tang lễ nữa nó đã cũ rồi bây giờ ở nước anh chúng tôi nói là đám đám ở đây đúng hơn vì nó có nghĩa là cái việc ta làm đó rất đúng nó no là một tiếng do chữ hy lạp ocker mà ra, tức là ở bên ngoài công khải ở nước ngoài và do chữ do thái jezum à, tức là lập nên phủ lên do đó mà có chữ inter à, các bạn xem cật đắm à, nghĩa là tang lễ làm ở ngoài trời hay là có mọi người cùng dự lão ta thật là quái gở tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy thế rồi bỗng có cái ông cẳm bệnh kia cười lên một tiếng nói thẳng vào mặt lão vua mọi người lấy làm khó chịu họ nói ô hay bác sĩ rồi đến amber sellerford cũng nói ô robinson anh chưa biết tin à đây là Harvey huýt lão vua cười vồn vã đưa tay định bắt ông và hỏi à có phải lần đó là bác sĩ là người bạn tốt thân mến của ông anh tội nghiệp của tôi đó không ạ tôi đừng chạm vào người tôi ông kia đáp Ông nói như một người Anh phải không? Đó là một lối bắt trước rõ nhất. Tôi chưa bao giờ thấy. Ông là em của Peter Wick? Không, ông chỉ là một tên lừa bịp, thế thôi. Thế rồi sao nữa? Họ túm lại, chung quanh ông bác sĩ kia định giữ cho ông ta im đi và cố giải thích cho ông ta biết rằng Hà Vệ đã tỏ ra bao nhiêu thứ để cho mọi người biết đó chính là Hà Vệ. Lại còn biết tên tất cả mọi người biết tên cả con chó nữa. Họ cứ khẩn khoản xin ông bác sĩ đừng làm gì tổn thương đến Hà về và những cô con gái kia họ cứ nói mãi như vậy nhưng mà vô ích ông bác sĩ vẫn làm âm mỹ lên bảo rằng bất cứ người nào tự cho mình là người Anh mà không thể bắt chước được tiếng nước ngoài hơn cái lão kia thì chỉ là một anh lừa bịp nói dối mấy cô con gái đáng thương kia lại bám chặt lấy lão vua mà khóc. Bất chợt ông bác sĩ đứng dậy quay về phía mấy cô và nói Tôi là bạn thân của cha các cô và tôi cũng là bạn thân của các cô. Vì là bạn nên tôi báo trước cho các cô biết là một người lương thiện tôi muốn che chở cho các cô và giữ cho các cô khỏi bị người khác làm hại. Các cô phải quay lưng lại cái tên vô liêm sỉ kia và đừng có dính dáng gì với nó nữa. Cái thẳng trà rút nát đến chữ Hy Lạp và Do Thái như lúc nãy nó nói đấy. Đây là một thứ lừa bịp bợm dễ thấy nhất. Nó đến đây với một sốc những tên và sự việc rỗng tích mà nó đã nhặt nhạnh ở đâu đó. Và các cô tưởng thật lại còn những người bạn điên rồ ở đây giúp cho các cô tưởng thật thêm nữa. Mà đáng lẽ những cái người bạn đó còn phải biết rõ hơn các cô nữa. Mary Jane Wick cô biết rằng tôi là bạn bạn vô tư của cô bây giờ cô nên nghe tôi hãy đuổi tên sỏ lá này ra xin cô làm như thế cho cô có ưng không mary Jane đứng thẳng dậy và thế có chết không cô ấy lại xử sự một cách cao thượng cơ chứ cô tả đạp đây là câu trả lời của tôi vừa nói vừa nhắc cái bọc tiền đặt vào tay của lão vua chú hãy cầm lấy tất cả 6.000 đô la này và bằng bất cứ cách nào tùy chú đem đi góp cổ phiếu cổ phần ở đâu cho cháu và cả hai em cháu mà không cần phải ký giấy biên nhận gì cả rồi cô ta đứng sang một bên vòng tay ôm lấy lão vua còn cô Susan và cô xuất môi cũng đến đứng phía bên kia mọi người vỗ tay nháy ầm ầm lên sàn nhà trong lúc đó lão vua ngừng lên cười một cách kiều hãnh Bác sĩ kia nói, thôi được, tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa. Nhưng tôi báo trước cho các người biết rằng, sẽ đến lúc các người hối hận khi nghĩ đến ngày hôm nay. Rồi ông ta bước ra, lão vùa đáp với giọng mỉa mai. Được lắm bác sĩ ạ, à. chúng tôi sẽ cố gắng tìm đến bác sĩ. Làm tất cả mọi người cười âm lên và họ nói rằng, đó là một đòn đau nhất. Hết chương thứ hai mươi